Kênh Tiba đưa tin, tại phía Tây Bắc Mớt, lực lượng Kiev đang dần rút lui từ Bogdanovka đến các vị trí kiên cố gần Chasovya dưới áp lực của Nga. Các trận chiến đang diễn ra ở Krasnohorivka theo hướng Donetsk, nơi vùng kiểm soát đã mở rộng một chút về phía đông đường cao tốc O-0532. Kênh Military Samari cũng xác nhận thông tin trên. Các kênh SGS xác nhận quân đội Nga đã có bước tiến mới về phía bắc Berdychi theo hướng Abdipka, bất chấp việc lực lượng Kiev đang nỗ lực duy trì các vị trí trong khu vực này. Ukraine đang giáo diết chuẩn bị tuyến phòng thủ gần Novo Bakhmutovka và Ocheretino để điều động thêm nhiều binh sĩ, đạn dược và vũ khí chống tăng tới những khu vực này vào ban đêm. Rõ ràng Ukraine đang khá lo lắng trước nguy cơ đột phá tiếp theo của Nga tuy nhiên khi đã tập hợp lại lực lượng sau một cuộc rút lui hỗn loạn lực lượng kiev có thể cố gắng phản công một nhà phân tích của báo biểu của đức nhận định lực lượng phòng thủ ukraine được triển khai dọc theo tuyến berdychi semionovka Olipka, tonenke ở phía tây abdipka tuy nhiên việc lực lượng moscow kiểm soát các làng tonenke và Olipka ở phía tây abdipka ảnh hưởng đến toàn bộ trên tuyến hiện tại giao tranh chỉ tiếp tục diễn ra ở berdychi Chuyên gia trên viết, tuyến này lẽ ra được thiết lập như một vành đai phòng thủ nhưng đã sụp đổ trước đòn tấn công của quân đội Nga. Lực lượng Moscow đã cố gắng tiến về phía trước với việc sử dụng rất nhiều người và thiết bị, một phần đáng kể trong số đó đã bị tổn thất. Bộ Quốc phòng Nga thông báo việc kiểm soát Olipka và Tonenke lần lượt vào các ngày 19 và ngày 21 tháng 3. Ukraine đã phủ nhận sự thật này cho đến phút cuối cùng. Kênh thiba Ba đưa tin, ở Upleda, lực lượng Ukraine bị đánh bật khỏi một trang trại ở phía bắc Novomikailovka quân Nga đang chiếm giữ các tòa nhà trên các đường Sobonaya, Tersenchanaya và Mira ở trung tâm làng. Kênh Journalist xác nhận quân đội Nga đã chiếm được một phần đáng kể thị trấn Novomikhailovka sau khi tiêu diệt gần như là hoàn toàn lữ đoàn 79 Ukraine. Ukrainska Pravda đưa tin báo cáo vào tối ngày 25 tháng 3 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong ngày xảy ra 45 vụ đụng độ quân sự ở mặt trận. Tổng cộng, Nga đã tổ chức 4 đợt tấn công bằng tên lửa và 56 đợt không kích, thực hiện 43 đợt tấn công bằng pháo, tên lửa phóng loạt. Báo cáo có đoạn, trong ngày, máy bay Ukraine đã không kích vào 9 khu vực tập trung nhân lực vũ khí trang bị của đối phương các đơn vị tên lửa đã tiêu diệt một tổ hợp phòng không, một khẩu pháo, một trạm tác chiến điện tử, một khu tập trung quân và một trạm điều khiển UAV của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Liman, Bakhmut, Avdiivka, novopavlos, Marinka và Orekhov, Zaporizhia. Ở hướng Kupiansk và Kherson, đối phương không tiến hành các hoạt động tấn công, báo cáo viết. Kayyip Independent đưa tin, người phát ngôn hải quân Ukraine Dmytro Plitenchuk vào ngày 25 tháng 3 cho biết, ngoài các tàu đổ bộ Yaman và Azov, cuộc tấn công tên lửa vào ngày 23 tháng 3 của Ukraine nhằm vào Crimea có thể đã làm hư hỏng tàu Ivankos của quân đội Nga. Ukraine đã tấn công hai tàu đổ bộ lớp Robucha của Nga là Yaman và Azov tại thành phố Sevastopol ở Crimea vào cuối ngày 23 tháng 3. Theo tình báo quốc phòng Ukraine, tàu Yaman đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Hải quân Ukraine đang xác minh thông tin về thiệt hại có thể xảy ra. Đối với một tàu chiến khác của Nga, tàu trinh sát Ivankos, ông Plitenchuk nói có nghi ngờ rằng rất có thể nó, tức là con tàu Ivankos, cũng bị hư hỏng. Ngay khi chúng tôi thu thập thông tin này từ nhiều nguồn khác nhau để xác minh và công bố chính thức. Ông còn nói thêm rằng con tàu này không đóng vai trò là phương tiện chiến đấu tích cực mà thực hiện các chức năng phụ trợ cho hạm đội Biển Đen của Nga. Ukraine trước đó đã tấn công tàu Ivankos bằng phương tiện không người lái, vào tháng 5 năm ngoái, nhưng Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đẩy lùi cuộc tấn công đó. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào Crimea nhắm vào các vũ khí và cơ sở hạ tầng quân sự của Nga trong và xung quanh Biển Đen. Trước những thiệt hại rõ ràng và khi chưa thể tìm ra các đối phó, hải quân Nga đang buộc phải tái triển khai hạm đội Biển Đen từ Crimea đến vùng Novorossiysk tương đối an toàn. Trung tâm truyền thông chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine gọi tắt là Stratcom mới đây đưa tin, tính đến đầu tháng 2 năm 2024, 33% tàu chiến của hạm đội đã bị vô hiệu hóa, bao gồm 24 tàu và một tàu ngầm. Nga đã thực hiện một số bước để giải quyết mối đe dọa đang tiếp diễn, bao gồm cả việc thay thế chỉ huy hải quân Nga vào đầu tháng này. Ukrainska Pradap đã đưa tin Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã thông báo cho Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về chi tiết vụ việc tên lửa Nga được cho là xâm phạm không phận Ba Lan hôm 24 tháng 3. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ba Lan nhấn mạnh đây là một trường hợp khác mà hành động của Nga đe dọa an ninh của các nước thành viên NATO. Cuộc thảo luận nêu ra vấn đề về cách tăng cường an ninh trên không phận của Ba Lan và đồng minh, cũng như cuộc họp sắp tới của các bộ trưởng ngoại giao NATO sẽ tập trung vào việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington vào tháng 7. Tổng tham mưu trưởng quân đội Ba Lan, tướng Wislaw Kukula cho biết vụ tên lửa nga bay qua không phận Ba Lan một ngày trước đó phần lớn là một hành động có chủ ý. Ông Kukula giải thích với các phóng viên trong cuộc họp vào ngày 25 tháng 3 rằng không phận Ba Lan đã bị tên lửa KH-101 xâm phạm, quỹ đạo của tên lửa này đã được lập trình. Ông nói thêm, tên lửa của Nga có độ chính xác tương đối thấp, vì vậy mọi lựa chọn đều có thể xảy ra hoặc tên lửa được lập trình có chú ý, theo cách này hoặc đơn giản là nó đi chạy khỏi quỹ đạo được cài đặt trước. Kyiv Independent đưa tin, Bộ Quốc phòng Ukraine vào ngày 25 tháng 3 cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hạ hơn 2.000 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Theo không quân Ukraine, hai tên lửa đạn đạo khác được phóng từ Crimea đã bị bắn hạ ở Kiev vào ngày 25 tháng 3 sau nhiều vụ nổ. Các mảnh vỡ rơi xuống quận Solomiansky và Perchex làm hư hại một tòa nhà ba tầng. Ít nhất, hai người đã bị thương và tám người khác bị sốc cựu phát ngôn viên của lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Ihanat cho biết Moscow đã phóng hơn 8.000 tên lửa và hơn 4.600 máy bay không người lái chống lại Ukraine tính đến ngày 22 tháng 2 kể từ đầu xung đột. Bộ Quốc phòng Ukraine viết trên X, đó là kết quả công việc vĩ đại của lực lượng phòng không Ukraine. Hàng nghìn sinh mạng đã được cứu nhờ các hệ thống phòng không hiện đại do các đối tác của chúng tôi cung cấp. Trong tuần qua, Moscow đã tiến hành một số cuộc tấn công quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine, bao gồm cả cơ sở hạ tầng năng lượng. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 24 tháng 3 cho biết khoảng 190 tên lửa, 140 máy bay không người lái, loại xa và 700 quả bom đã được sử dụng. Chính quyền địa phương cho biết có nhiều dân thường bị thương và thiệt mạng. Các quan chức Ukraine kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Kiev, bao gồm hệ thống phòng không và tên lửa để bảo vệ các thành phố của Ukraine khỏi các cuộc tấn công thường xuyên. Kajib Independent đưa tin Vasyl Maliuk, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine, gọi tắt là SBU, cho biết hôm 25 tháng 3, Nga không còn sử dụng cầu để cung cấp vũ khí cho mặt trận sau khi bị hư hại bởi các cuộc tấn công của Ukraine. Cây cầu, còn được gọi là cầu Kurs, nối đất liền Nga với bán đảo Crimea là tuyến đường tiếp tế quan trọng cho quân đội Nga ở Ukraine. Cây cầu đã bị hư hại nặng nề trong các cuộc tấn công của Ukraine vào tháng 10 năm 2022 và tháng 7 năm 2023. Kế hoạch tấn công cây cầu lần đầu tiên được hình thành vào tháng 3 năm 2022, ông Maliuk cho biết. Trước khi cây cầu bị tấn công, 42 đến 46 chuyến tàu chở vũ khí và đạn dược đi qua đó mỗi ngày, người đứng đầu SBU nói. Ông Maliuk cho biết hiện tại có 4 hoặc 5 chuyến mỗi ngày, trong đó có 4 chuyến dành cho vận tải hành khách và một chuyến dành cho hàng tiêu dùng. Chính quyền do Nga bổ nhiệm ở Crimea thường xuyên đóng cửa giao thông trên cầu trong bối cảnh có báo cáo về các vụ nổ và những cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái. Ông Maliuk cho biết khi cấu trúc được khôi phục hoàn toàn, Nga có thể sẽ tiếp tục sử dụng cây cầu để cung cấp vũ khí, nhưng ngụ ý rằng Ukraine có thể thực hiện một cuộc tấn công khác mọi thứ đều có thời điểm của nó, lãnh đạo SBU nói. Guardian đưa tin, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Kedachenko cho biết chi phí khắc phục thiệt hại do các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine gây ra vào tuần trước có thể lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Về chi phí sửa chữa, con số thực tế sẽ được đưa ra sau khi đánh giá thiệt hại, nhưng tôi nghĩ nó chắc chắn lên tới hàng tỷ đô la Mỹ, ông Kedachenko nói với các phóng viên hơn một triệu người Ukraine đã bị mất điện vào thứ Sáu, tức là ngày 22 tháng 3, sau khi Nga tiến hành một trong những cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 88 tên lửa và 63 máy bay không người lái Sahit. Có 37 tên lửa và 55 chiếc UAV đã bị bắn hạ